Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ rất rẻ. Và hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2021. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối giúp các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem và chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con Samsung G530H các bạn nhé. Đấy, con Samsung G530 này. Đấy, con này là bản 2 SIM các bạn nhé. Samsung G530 này, H này là bản 2 SIM. Con này thì là máy tất cả bình thường, không lỗi lầm gì. Tất cả nghe thứ bình thường, nghe gọi các kiểu ABC tất cả bình thường các bạn nhé. Con Samsung G530H này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 700k. Đấy, các bạn mua về làm máy phụ nghe gọi hoặc là dùng mà để xem phim tình đăng tàng cũng được, ok các bạn nhé. Nói chung là máy đời ra lâu rồi thì chơi game thì con này thì nó cũng yếu các bạn nhé, tại vì các bạn để xem phim nghe gọi dùng tình đăng tàng thì các bạn nhé. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 700k. Đấy, và bên mình thì tất cả sản phẩm bên mình thì là cứ lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Đấy, Samsung G530H 700k cho các bạn lựa chọn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung hay là điện thoại gì thì các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình để đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể qua trực tiếp cửa hàng nhà mình. Và tất cả sản phẩm bên mình cứ lỗ được một tuần và bảo hành 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về là con này, con Samsung A8 2018. Đây, Samsung A8 2018, thì hôm nay nhà mình vừa về một con này. Ngoại hình thì là con này thì là máy còn 90 trên 90%. Yeah, máy đẹp leng keng các bạn nhé. Con Samsung A8 2018 này, con này là bản Hàn, một SIM một sóng. Cấu hình con Samsung A8 2018 này thì làm của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB, màn hình của nó màn hình là Super OLED các bạn nhé, AMOLED. Đấy, cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, con này thì là màn hình của nó là 5.6 inch, các bạn cầm cực kỳ là chắc tay và gọn nhé. Các góc cạnh này nó thiết kế rất là đẹp các bạn nhé. Camera trước thì là camera kép, hai camera này, các bạn dùng rất là tuyệt vời. Camera trước thì các bạn tự sướng cực kỳ tuyệt vời. Các nhà các bạn có các em học sinh, các bạn mua những con máy này dùng vừa vừa cũng rất là ok nhé. Đấy, và sản phẩm Samsung A8 2018 này thì là máy Hàn xách tay về Việt Nam mình các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.4 triệu. Máy đẹp keng các bạn nhé. Đấy, nhà mình thì còn một duy nhất một chiếc màu đen. Đấy, giá chỉ với giá là 2.4 triệu các bạn nhé. Đấy. Màn hình con này thì là màn hình của nó là AMOLED. Màn hình thì bên mình thì là đẹp keng nhé, không ám ố hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Giá là 2.4 triệu các bạn nhé. Đây, hôm nay thì nhà mình có về con Oppo giá rẻ này các bạn nhé. 6886. Con này là con Oppo F9. F9 này thì là mình sẽ thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ thôi. Thì là con này thì là tình trạng của nó ấy, thì là bị mất camera trước. Đấy, đây, camera sau bình thường. Camera trước là bị lỗi các bạn nhé. Con Oppo F9 này, Oppo F9 này thì là RAM của nó là RAM gì nhỉ? Đây, giới thiệu điện thoại này, RAM con này là RAM 6GB nhé. Đấy, con Oppo F9 này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này thì là gì nhỉ? Bị tình trạng là lỗi camera trước các bạn nhé. Và tình trạng thứ hai nữa nó là mình sẽ test cái phần là SIM sóng nhé. Thì con này hôm nay mình vừa mình thâu của khách sạn, mình sẽ test qua phần SIM, mình test lại phần SIM. Nếu mà không được thì mình cũng bán rẻ cho các bạn thôi. Nói chung là giá nhà mình, con này giá rẻ nhà mình thì các bạn yên tâm luôn. Mình xem là có nhận SIM không. Hình như con này là bị lỗi cả SIM hay sao ấy. Đúng không? Con này là lỗi cả SIM các bạn nhé. Đấy, con này là tình trạng là mất cam trước này, và lỗi là lỗi không nhận SIM. Đấy, con Oppo F9 này mất cáp trước này và lỗi không nhận SIM. Các bạn có thể là mua về để học Zoom chẳng hạn, hay là các bạn gọi Facebook, Zalo hay là Messenger các kiểu này cũng được, các bạn chơi game cũng được. Con Oppo F9 này thì là tình trạng là bị lỗi SIM và bị hỏng camera trước. Con này thì bên mình đã sẽ thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Ngoại hình cũng rất ok luôn, 1 triệu cho bạn nhé. Đấy, lỗi cam trước và không nhận SIM các bạn nhé. RAM 6 được cái là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng cho bạn về chơi game, xem phim, nghe nhạc. Nói chung là đủ trò trên đời luôn, rất ok các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F9 này, các bạn nhớ hàng liền sớm nhất. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng nào sản phẩm mình,
các bạn liên hệ trực tiếp bên mình để đặt hàng các bạn nhé. Đấy, các bạn cảm thấy ví dụ con nào đắt quá thì các bạn có thể bỏ qua, con nào cảm thấy hợp lý thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp bên mình. Đấy, giá thì mình giảm báo trực tiếp mà. Nhiều bạn lên cũng comment chê đắt ghê rẻ. Mình thì mình giá mình báo trực tiếp rồi, các bạn ưng thì các bạn liên hệ trực tiếp cho mình. Các bạn không mua thì tiền vẫn trong túi các bạn, thì mình có bắt bạn mua đâu các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về sản phẩm là Samsung Note 8. Phiên bản của Samsung Note 8 này là con này là phiên bản RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? Này RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. Note 8 thì là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con Note 8 này thì màn hình của nó là tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Đấy, con này thì là phiên bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Máy con này là máy đẹp keng luôn các bạn nhé. Máy đẹp lên keng xà beng luôn. Note 8 bên mình thì là máy đẹp lên keng xà beng luôn. Đấy. Màn hình thì cũng đẹp keng luôn nhá, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Con này thì các bạn về xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Loa nghe thì cực kỳ là to. Đấy. Đấy, các bạn nghe nhạc. Đó 8 có hỗ trợ cái bút này. Các bạn làm văn phòng hay các bạn mà tạo ghi chú hay là các bạn mua về cho tặng em học sinh rất là ok các bạn nhé. Mình sẽ bỏ qua luôn. Nhanh lắm, RAM 6GB lướt rất nhanh đấy. Đấy, loa rất là hay các bạn nhé. Đấy, loa rất là hay các bạn nhé. Sản phẩm Samsung Note 8 này thì là bên mình đang gì nhở, con Note 8 này thì là máy đẹp keng này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 4.500.000 nhá. Nhà mình thì còn duy nhất một chiếc màu đen các bạn nhé. Đấy, Note 8 4.500.000 máy đẹp keng. Nhà mình thì còn duy nhất một chiếc màu đen này. Màn hình đẹp cũng đẹp keng các bạn nhé, không ám muối, không lưu ảnh gì, 4.500.000 các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 thì các bạn nghe hàng liền sớm nhất nhá. Đấy, Note 9 thì nhà mình về S9 Plus đây. Hôm nay thì nhà mình về được hai cái S9 Plus này. Đây, S9 Plus đấy, hai cái S9 Plus thì là ngoại hình thì là máy còn 90% các bạn nhé. S9 Plus này thì nhà mình còn một chiếc màu xanh này và một chiếc màu đen này, ngoại hình thì là máy còn độ 90%. Đấy, S9 Plus này thì là màn hình của nó cũng là 6,3 hay sao ấy thì mình nhớ nhầm mình gì nhỉ, mình quên mất. Đấy, con này cũng là bản Hàn đấy, bản Hàn nhé, con này cũng là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng, mặc định máy Hàn về sẽ là 1 SIM. Về Việt Nam mình sẽ chạy lên dòng 2 SIM luôn cho các bạn nhé. Bạn nào muốn dùng 1 SIM thì mình sẽ về dòng gốc cho các bạn. Samsung gì nhỉ, S9 Plus này thì là phiên bản rất là cao nha các bạn nhé. RAM con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 256GB nhé. Đấy, các bạn lưu trữ thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, 256GB. Màn hình con S9 Plus thì màn hình của nó đẹp keng nhé, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Màn hình cũng độ phân giải 2K. Hình như là màn hình nó có tràn viền là 6,2 inch như sao ấy. Con này là hình như là 6,2 các bạn nhé. Mình nhớ không nhầm là 6,2 đến 6,3, nhưng mình như là 6,2 là chuẩn hơn. Đấy, màn hình cũng đẹp keng nhé, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Được cái là phiên bản của nó là 256GB. Các bạn lưu trữ thì cực kỳ tuyệt vời. Màn hình cũng là 2K các bạn nhé. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K cực kỳ tuyệt vời luôn. Mình sẽ kết nối wifi, mình sẽ xem cho các bạn nhé. Xem là cái màn hình của nó đẹp không các bạn, 2K nó đẹp không. Nghe nhạc xem là có hay không các bạn nhé. S9 Plus này, hàng này thì cũng kỳ là hiếm, mình về được hai con thôi. Một ngoại hình thì còn máy còn 90%, cũng là ok rồi các bạn nhé. Con này thì cũng là bản 256GB nhé. Con màu xanh này cũng là bản 256GB, màn hình cũng đẹp keng luôn. Đây, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB. Đấy, rất là ok này. Đấy. Đây, mình sẽ vào wifi cho các bạn luôn nhá. Đấy, đây, mình vừa nghe bài này. Đấy, nó đẩy lên người hay quảng cáo hay sao. Vậy, nghe loa sướng hơn Note 8 hay sao ấy. Hình như là thế. Đấy, loa nghe hay hơn các bạn. Đây, loa hình như của nó là vòm 3D sao, nghe hay hơn Note 8 các bạn. Đây, màn hình AMOLED thì các bạn xem phim thì cực kỳ là phê lòi nhá. Hình như loa nghe hay hơn các bạn nhé. Đấy, loa của nó nghe hay hơn các bạn.
Đấy, các bạn xem phim nghe cực kỳ hay. Đấy, màn hình 2K các bạn xem phim tuyệt vời. Đấy, loa nghe hay cực kỳ hay nhé. Đấy, con này thì được hay hơn là biết tại sao, tại vì nó có một cái loa bên dưới này. Các bạn có thể là nghe cả loa bên trên nhé. Cả hai loa các bạn nhé. Một loa dưới này và loa trên, nghe nhạc rất hay. Đó, rất là hay các bạn ạ. À, mình nghe nó cái bài này. Bài này cũng đang hot. Bài này cũng đang hot này. Đó. Mình sẽ cho các bạn nghe bài. À, con này Hoàng nghe lòng nghe là loa trên này mấy cả. Ôi giời, gần ra thoát mất rồi. Mấy cả con này là hai loa các bạn nghe được, loa dưới và loa trên nhá. Bảo sao cái âm thanh nó hay thế các bạn ạ. Đấy, và sản phẩm Samsung S9 Plus này thì mình cũng nói sơ qua qua, nó là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 256GB. Đấy. Máy thì ngoại hình của máy có 90%. Hôm nay thì bên mình về được hai chiếc nhá. Hai con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 4.800.000 các bạn nhá. 4.800.000 các bạn nhá. 4.800.000 một chiếc các bạn nhá. Đấy, S9 Plus nhá. Đấy. S9 Plus này ngày xưa cũng là hơn mười mấy, gần 20 triệu này. Ngày xưa mình đi học thì mình cũng thích S9 Plus lắm, nhưng mà ngày đấy làm gì có tiền. Bây giờ rất là rẻ, chỉ với giá là hơn 4 triệu thôi. Các bạn sở hữu sản phẩm Samsung S9 Plus, S9 cộng này, dùng rất là ok các bạn nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 4.800.000. Phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB. Nghe nhạc thì phê lòi các bạn nhá, mình nghe nốt cái bài đấy. Cái bài này mình đang hay quá. Bài này là cái bài gì nhỉ? Đây sao? Quên mất vào đấy rồi. Không phải. Nghe nhạc phê thế. Mình sẽ tìm. À đây rồi. Bài này nghe rất hay này. Bài này thì các bạn có thể lên TikTok tìm Hoàng gì nhỉ? Hoàng, các bạn về phải cập nhật lại nhé. Các bạn về phải đăng nhập vào set play để cập nhật lại cái bài này. Gì nhỉ? Gì? Hoàng MC, MC Hoàng Việt Hoàng. Các bạn nghe bài này thì các bạn lên TikTok các bạn tìm MC Việt Hoàng các bạn nhé. Ui, nghe hay thật các bạn. Nghe phê các bạn ạ. Thôi thì mình chuyển đổi bản máy các bạn nhé. Đấy, S9 Plus thì là đây, nhà mình có hai chiếc các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này Samsung A7 2018 này. Đấy, Samsung A7 2018, con này cũng là bản Hàn. Một sim các bạn nhé. Màn hình của nó là tràn viền 6 inch. Màn hình con này cũng là màn hình AMOLED các bạn nhé. Cho hiển thị hình ảnh cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, phiên bản Samsung con A7 2018 này của nó là phiên bản là RAM 6GB. À sorry các bạn nhé, RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB các bạn nhé. Con A7 2018 này, con này là phiên bản Hàn này, một sim một sóng. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2.300.000. Đây, A7 2018, 2.300.000 cho bạn nhé. Máy tay ngoại hình thì máy còn 90% luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB này các bạn, nhà hàng mình sớm nhất nhé. Đấy, hôm nay thì nhà mình lại về con S7 này. S7 thì hôm nay nhà mình lâu lắm thì mình mới tậu được con S7 các bạn nhé. Đây, mình sẽ xem con này là bản mấy sim và tình trạng như thế nào. Đây. Đấy, con này là bản 2 sim nha các bạn nhé. Con S7 này, con này là bản Hàn 2 sim 2 sóng này. Màn hình con này thì là màn hình đẹp keng nhé. S7 thì màn hình đẹp keng, không ám bối, không lưu ảnh gì. RAM con này thì là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy. Con Samsung S7 này. Máy thì là ngoại hình thì máy còn độ 90%. Con Samsung S7 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.800.000. Phiên bản là 2 sim các bạn nhé. Đấy, bản Hàn 2 sim 2 sóng luôn các bạn nhé.
hai email như này sẽ là hai sim các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 1.8 này các bạn nhận hàng được sớm nhất nhá. Đây ạ, lot 9 thì hôm nay nhà mình về được đây. Hôm nay nhà mình về được hai chiếc các bạn nhé. Đấy, Samsung lot 9 này thì hôm nay nhà mình về được hai chiếc luôn. Đấy. Đấy. Và chiếc đầu tiên thì mình sẽ nói sơ cua qua về sản phẩm Samsung lot 9 cho các bạn. Lot 9 thì mặc định của nó là màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch. Độ phân giải màn hình cũng nó là 2K luôn các bạn nhé. Lot 9 thì là hơn ở lot 8, nó sẽ có hỗ trợ cái bút này. Các bạn bấm bút là sẽ chụp ảnh. Đấy. Rất tiện lợi chủ, tại vì nó đắt tiền hơn ở cái bút rất là nhiều các bạn nhé. Các bạn chỉ cần bấm bút thôi là sẽ ra phần là chụp ảnh luôn. Đấy các bạn đây. Mình sẽ bấm bút sẽ là chụp ảnh luôn. Đấy, rất là tiện lợi các bạn nhé. Samsung Note 9 này thì là sẽ tính năng nó sẽ như Note 8 thôi, nhưng mà cái chip RAM nó cao hơn các bạn nhé. Đây ạ, RAM con này sẽ là RAM 6GB này, có Note 9 với mình RAM 6GB này. Bộ nhớ trong mình là 128GB các bạn nhé. Các bạn thao hồ lưu trữ hay là sử dụng gì. Đây ạ, ngoại hình thì là máy con này thì là máy còn 90%. Đây ạ. Samsung Note 9 bên mình thì là máy còn 90%. Con này là màu bản cà phê các bạn nhé. Samsung Note 9 này. Đấy, phiên bản là con này là phiên bản màu cà phê này. Con này sẽ bản Hàn. Mặc định bản Hàn về sẽ là một sim như thế này nhé. Bạn nào mà muốn dùng hai sim thì mình sẽ lên một thêm một email nữa là thành hai sim cho bạn. Đấy. Samsung Note 9 phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Thì là con này thì là bên mình gì nhỉ? Màn hình đẹp keng nhá. Không ảm màu hay không lưu ảnh gì. Đấy. Ngoại hình thì là máy còn 90%. Con này thì bên mình sẽ thanh lý bạn với giá là 6 triệu đồng. Đấy, con Note 9 màu cà phê này. Mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng à 6 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, 6 triệu đồng. 6 triệu cho các bạn nhá. Mình sẽ có một con này thì sẽ rẻ hơn một chút này. Con này thì là tất cả thì ngoại hình thì là cũng khá là ok. Đây. Máy con độ cũng 90%, mặt lưng thì nó hơi phẩy một tí thôi. Các bạn nhé. Đấy, thì là màn hình con này thì là màn hình của nó là hơi ám nhẹ một chút nhé. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì mới thấy. Con này thì màn hình của nó là hơi ám nhẹ một chút thôi. Các bạn nhìn kỹ thì mới thấy nhé. Đấy, con Samsung Note 9 này thì là màn hình của nó là hơi ám nhẹ này. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì mới thấy các bạn nhé. Đấy, thì mình bị ra rồi. Cho nó lấy sáng tốt. Đấy. Đấy. Màn hình con Note 9 này thì là màn hình là hơi ám nhẹ. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 5,2 triệu nhé. Con Samsung Note 9 này thì màn hình ám nhẹ này. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 5,2 triệu. Thì là mình sẽ vào coi như là xem phim nghe nhạc cho con gì nhỉ? Con Note 9 này cho bạn xem nào. Xem là nghe loa có hay không các bạn nhé. Đấy các bạn nha. Không tìm này. Không. Đây. Và phải. Đây. Ôi, con này cũng hai loa các bạn. Con Note 9 thì cũng hai loa các bạn nhé. Một loa bên trên và một loa bên dưới này. Nghe nhạc cũng rất là phê. Màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì quá là phê luôn. Đấy. Đấy. Samsung Note 9 này. Con này thì màn hình của nó hơi ám nhẹ chút thôi. Thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 5,2 triệu. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 này các bạn nhận hàng là sớm nhất nhá. Đấy, nhà mình qua trên. Và sản phẩm cuối cùng là con này là con Mi gì đây? Mình sẽ xem là con Mi gì đây các bạn nhé. Con này thì là 9 lít cho các bạn nhé. Con này là Mi 5A, Redmi 5A. Con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 900K nhé. Đấy, RAM 2, bộ nhớ trong 16GB. 900 cho các bạn nhé. Đây ạ. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn chiếc con Samsung con này là M20. M20 thì con này là 1,8 triệu các bạn nhé. Đấy. Samsung M20 bản công ty, hai sim hai sóng, pin 5000. Con này là pin 5000 thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,8 triệu nhá.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung M20 phiên bản là pin 5000, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB này thì các bạn nhà hàng lấy sớm nhất nhá. Ở đây, con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc các bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại vào clip tối ngày mai các bạn nhé.